Đây là chương trình phát thanh của Hải Âu Radio, phát thanh trên làn sóng KWIZ 96.7 FM từ California và 103.3 FM từ Montreal, Canada. Thân ái kính chào quý thính giả và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ được thực hiện và thâu thanh vào CD dưới hai hình thức khác nhau. Thứ nhất là radio version, tức là có phần giới thiệu chương trình, phỏng vấn ca sĩ, đối nhạc, vân vân như một chương trình radio bình thường. Và thứ hai là dạng studio version, gồm có 10 nhạc phẩm chọn lọc, không có phần giới thiệu của MC. Version mà quý vị đang nghe là radio version. Chương trình hôm nay sẽ do Lê Cường và Nhã Ý phụ trách, ước mong sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút vui tươi, thoải mái và yêu đời. Để mở đầu, Lê Cường và Nhã Ý xin giới thiệu đến quý vị một tiếng hát trẻ đang được ưa thích hiện nay. Anh vừa là một nhạc sĩ, vừa là một ca sĩ và hiện là trưởng ban nhạc của vũ trường Queen Bee tại California. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả và các bạn tiếng hát của ca nhạc sĩ Sĩ Đan trong một nhạc phẩm Pháp nổi tiếng mang tên Ici tu pars. Comme un bateau qui s'en va, comme le soleil qui se meurt, pour quelques larmes séchées, moi j'attends. Comme une rose fanée, comme un oiseau tombé, comme un chien qui blessé, je voudrais te garder. Et si tu pars, et si tu pars, rends-moi la main, attends demain. Et si tu pars, et si tu pars, donne-moi ma chance, attends demain. Comme une vague qui vit mourir, comme un visage sans sourire, comme un cri dans le silence, moi j'attends. Comme un cœur violé, comme un piano désaccordé, je voudrais te crier, je voudrais te parler. Et si tu pars, et si tu pars, prends-moi la main, attends demain. Et si tu pars, et si tu pars, donne-moi ma chance, attends demain. Một ngày đợi chờ ai, một ngày miệt mài chẳng hề phai, cuộc tình ngày mòn chẳng còn chi, sao vội đi. Một ngày mặt trời còn cuồng quay, một ngày lạc loài tựa như mơ, để người lạnh lùng và quay lưng thôi. Đánh xa. Et si tu pars, et si tu pars, donne-moi la main, attends demain. Et si tu pars, et si tu pars, donne-moi ma chance, attends demain. Et si tu pars, et si tu pars, donne-moi la main, attends demain.
chương trình phát thanh của IO sẽ được tiếp tục với tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Thi. Tiếng hát của Mộng Thi đã từng được thương mến nhiều năm qua. Trong chương trình nhạc trẻ của Hải Âu hôm nay, Mộng Thi sẽ gửi đến chúng ta một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Thi với nhạc phẩm Chiều Một Mình Qua Phố. Một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên anh. Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên anh. Gót chân đôi khi đàm gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ thêm. Chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn ghé mùi phù. Ngày nào mình còn có nhau đi cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đau. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên anh. Gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên anh. Áo xưa chưa quên phòng chờ đợi mùa thu vàng áo thêm. Thank you.
Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của Mộng Thi trong nhạc phẩm Chiều Một Mình Qua Phố, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và hiện nay, trong phòng ghi âm của Hải Âu đang có sự hiện diện của một nữ ca sĩ rất trẻ đẹp và dễ thương, đó là Hạ Vi. Xin mời Hạ Vi gửi một lời chào đến thính giả của Đài Phát thanh Hải Âu. Hạ Vi xin kính chào quý thính giả và các bạn. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc và yêu đời. Hạ Vi nè, nãy giờ em có để ý cái gì không? Anh Cường đó, bình thường thì nói rất là nhiều, mà sao hôm nay ngồi bên cạnh người đẹp Hạ Vi thì tự nhiên là tắt tiếng, nói không ra lời, mất bình tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, Lê Cường có một cái tật không biết là tốt hay là xấu, đó là khi ngồi cạnh những người đẹp thì thường hay bị rung. Cho nên trước khi lấy lại bình tĩnh, xin nhường phần phỏng vấn Hạ Vi cho người đẹp Nhã Ý nói trước. Rồi, quyết định vậy ha. Bây giờ cho chị Nhã Ý điều tra lý lịch của cô bé Hạ Vi một chút được không? Ok. Hạ Vi qua Mỹ vào năm nào? Chị em qua Mỹ vào năm 91. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Lê Cường cũng có một câu hỏi như thế này. Hạ Vi bắt đầu hát từ năm mấy tuổi? Thưa anh, Hạ Vi bắt đầu hát từ lúc 6 tuổi khi Hạ Vi học lớp 2. Trong cuộc đời nghệ sĩ đó, có những lúc mà có những kỷ niệm vui và buồn lẫn lộn. Em có thể chia sẻ với lại thính giả của Đài Phát thanh Hải Âu những kỷ niệm vui và buồn của em được không? Nói vui trước đi nha. Ok. Thưa chị, kỷ niệm vui của em là cái lúc mà em còn nhỏ tí xíu đó, lần đầu tiên em hát chứ khán giả đông lắm, mà microphone thì kéo xuống thật là thấp, nhưng mà từ vì em bé lắm cho nên phải bắt cái ghế lên em mới hát được. Không bao giờ em quên cái kỷ niệm đó hết. Thật là kỷ niệm dễ thương ha. Rồi còn kỷ niệm buồn thì sao? Kỷ niệm buồn thì rất là nhiều, nhưng mà một kỷ niệm mà em không có bao giờ quên là lần đầu tiên em xa ba mẹ từ Boston qua Cali để mà thực hiện con đường ca hát của em. Và nhân dịp hôm nay em cũng muốn nói với ba mẹ là Hạ Vi rất là cảm ơn ba mẹ. Mặc dù rất thương và muốn Hạ Vi luôn bên cạnh, nhưng ba mẹ và gia đình đã hy sinh và khuyến khích cho Hạ Vi để thực hiện được cái ước mơ của mình. Vậy trên con đường thực hiện những mơ ước đó của mình, Hạ Vi đã và đang có những dự định gì cho tương lai? Dạ, trong thời gian qua thì thưa chị, Hạ Vi có thực hiện cái cuốn băng đầu tay tên là Nhắn Cánh Chim Chiều. Và sau cái cuốn băng đó thì Hạ Vi cũng được khán thính giả ủng hộ. Và bây giờ thì em đang chuẩn bị cho cái cuốn băng kế tiếp với chủ đề là con gái. Con gái, cái bài đó Nhã Ý cũng thích lắm. Hình như nó bắt đầu bằng cái câu là con gái nói có là không, mà nói không là có. Còn Hạ Vi thì sao? Chắc cũng là nói có và không là không, mà nói không là có. Rồi bây giờ nếu mà anh Lê Cường hỏi em là đã có người yêu chưa thì em sẽ trả lời như thế nào? Em sẽ trả lời là nói có là không, nói không là có. Bí mật quá ha. Bây giờ chị cho chị hỏi một cái câu này mà chị nghĩ là có lẽ nhiều thính giả của Hải Âu cũng rất là thắc mắc. Hạ Vi là một cái tên rất là lạ và đặc biệt. Có phải đó là tên thật của em không? Thưa chị, tên thật của Hạ Vi là Tường Vi. Tường Vi, wow, cái tên đó cũng đẹp quá. Vậy tại sao em không chọn tên Tường Vi mà lại chọn Hạ Vi? Có phải là tại vì Hạ Vi có một ý nghĩa nào đó đặc biệt đối với em không? Khoan, Lê Cường có một cái đề nghị như thế này. Như chúng ta vẫn thường nghe trong những chương trình phát thanh của các đài, hay có những mục đố vui nho nhỏ, đúng không? Bây giờ để thay đổi không khí, và cũng nhân lúc chúng ta đang nói đến cái tên Hạ Vi và nhận thấy Hạ Vi là một cái tên lạ và cũng hay hay, Lê Cường đề nghị là chúng ta nên đố một cái gì đó để thính giả tham dự cho vui. Ví dụ như là đố về cái ý nghĩa của cái tên Hạ Vi chẳng hạn. Không biết là Nhã Ý và Hạ Vi nghĩ sao? Hạ Vi, em thấy thế nào? Có đồng ý không? Em thấy cũng vui lắm chị. Vậy thì ví dụ như ai trả lời được thì sao ha? Thì Lê Cường sẽ lựa ra 10 thính giả nào gửi thư về đài, đóng góp ý kiến hoặc là nói về cái ý nghĩa của cái tên Hạ Vi hay nhất sẽ được gửi tặng 10 cái CD mới nhất. Vậy thì xin mời quý thính giả của Hải Âu hãy mau mau gửi về địa chỉ của Hải Âu cái câu trả lời ý nghĩa hay nhất của cái tên Hạ Vi là gì, thì sẽ nhận được một người là 10 cái CD đó, phải không? Mỗi người 10 cái CD. Wow. Và câu trả lời hay nhất sẽ được đọc trên chương trình phát thanh kỳ tới của Hải Âu. Vâng. Và bây giờ thì Hạ Vi, trước khi
tạm biệt quý thính giả, em có muốn gửi tặng đến quý thính giả của Đài Phát thanh này không? Một bài hát nào không? Hạ Vi xin được gửi đến quý thính giả của Đài nhạc phẩm Ngày này năm sau. Ngày này năm sau, một nhạc phẩm ngoại quốc với lời Việt của Khúc Lan, sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của Hạ Vi sau đây. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngày này năm sau với tiếng hát trẻ Hạ Vi. Cảm ơn Hạ Vi đã có mặt trong chương trình phát thanh của Hải Âu hôm nay. Lê Cường và Nhã Ý mến chúc Hạ Vi ngày càng thành công hơn nữa trên con đường phục vụ nghệ thuật. Hải Âu sẽ có phần phỏng vấn các tiếng hát mà quý vị ưa thích trong những chương trình phát thanh sắp tới. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Và sau đây chương trình phát thanh của Hải Âu sẽ được tiếp tục với một giọng ca nam trẻ ăn khách nhất hiện nay. Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Người tình đẹp xinh với tiếng hát Don Hồ.
yêu thương, người mang niềm vui đầu tiên, người sống mãi trong tim tôi. Em, nụ hôn ngọt thơm và đôi mắt trong xanh, người yêu đầu tiên cùng tôi dìu bước tới nơi xa vời. Và muôn lối danh bước cùng nhau thênh thang suốt đời, ta có nhau trọn đời sẽ mãi mãi bên nhau không xa lìa. Và muôn lối danh bước và tay trong tay suốt đời, say đắm trong tuyệt vời sẽ mãi mãi không xa bên nhau hoài. Tia nắng đêm trong tôi, đời vui là khi gần em, gần khoe mắt môi tươi cười. Em, nàng tiên đẹp xinh và đôi mắt trong xanh, lòng hay thầm mơ về em. Và khi ta gần bên nhau và muôn lối xanh bước cùng nhau thênh thang suốt đời, ta có nhau trọn đời sẽ mãi mãi bên nhau không xa lìa. Và muôn lối danh bước và tay trong tay suốt đời, say đắm trong tuyệt vời sẽ mãi mãi không xa bên nhau hoài. Trọn đời sẽ mãi mãi bên nhau không xa lìa. Và muôn lối danh bước và tay trong tay suốt đời, say đắm trong tuyệt vời sẽ mãi mãi không xa bên nhau hoài. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những chương trình ca nhạc thì cha 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 vẫn thường là một vũ điệu mà hầu hết chúng ta đều ưa thích nhờ âm điệu chập trùng và vui tươi của nó. Nhạc phẩm Let's Dance Cha 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 sẽ do nữ ca sĩ Phượng Thúy, một tiếng hát trẻ của thung lũng hoa vàng San Jose, trình bày để tiếp tục cho chương trình của Hải Âu hôm nay. Down, rock and roll with my mood, honey, you don't
Quý vị và các bạn đang thưởng thức chương trình phát thanh của Hải Âu Radio trên hai làn sóng 96.7 FM từ California và 103.3 FM từ Montreal, Canada. Kính thưa quý vị và các bạn, dù chúng ta đang sống nơi đâu, Cali hay Sài Gòn, Paris hay London, dù đang là mùa xuân tươi thắm, mùa hạ rực nắng, mùa thu lá đổ hay mùa đông tuyết giá, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chắc có lẽ quý vị và các bạn cũng đều đồng ý rằng tình yêu vẫn mãi là một đề tài muôn thuở của nhân loại. Vì tình yêu chính là cuộc đời của mỗi chúng ta. Con người không có tình yêu ví như trái đất không có ánh sáng mặt trời. Thật vậy, tình yêu cũng như cuộc đời, mà cuộc đời thì luôn trôi chảy và biến động không ngừng. Và không phải lúc nào cuộc đời cũng một màu hồng, như bầu trời không phải lúc nào cũng một màu xanh trong. Cũng có những lúc mây mù u ám, nắng sớm mưa chiều. Trời mưa không lớn lắm, nhưng đủ ướt đôi đầu. Cuộc tình không lớn lắm, nhưng đủ giết đời nhau. Và trong tình yêu, người ta sợ nhất là cảnh chia ly. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Kính thưa quý vị, kính thưa các bạn, trong chương trình phát thanh của Hải Âu hôm nay, Lê Cường và Nhã Ý xin gửi đến quý vị và các bạn nhạc phẩm Mùa thu trong mưa với tiếng hát của Mộng Thi để kỷ niệm cho một cuộc tình đã mất. Bờ đá công viên âm thầm, trời làm mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên. Quên về vòng tay ôm lẽ loi cho mình.
còn mãi yêu anh. Trăm lặng ngày qua đi trên đường phố khô rét mướt, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Rồi từng ngày thu đến ta đi không mang tin, nỡ quên đi để sao, nỡ quên đi để sao. Kể từ anh vắng ta ngày tháng bơ vơ tên mình, mùa thu mưa vẫn rơi không bước chân anh tìm đến. Tìm ngày xưa biết sao môi cánh chim bay phương nào, còn ngày xuân ấm êm cho mình còn mãi yêu anh. Mưa mãi ngày đêm rả rích, giọt mưa thu và khách đầy vơi. Hãy nhắm mắt lại thả hồn theo mộng, để nhớ mãi về nhau, để sống với những kỷ niệm của tình yêu chúng mình, dù là trong xa cách và cô đơn. The rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore. A dream will take us out to sea. Forevermore, forevermore. Close your eyes and dream, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of elves, long forgotten now. We're all alone, we're all alone. Close the window, calm the light, and it will be alright. No need to bother.
tale. Once a story's told, it can't help but grow old. Roses do, lovers too, so cast your seasons to the wind and hold me dear, oh, hold me dear. Ngừng ngàn tia nắng đã sắt xe, những muộn phiền sẽ phai nhanh cho cuộc tình cũ sang ngời. Let it out, và ta sẽ bắt đầu sống những kỷ niệm xưa. Chỉ mình em thôi. Trầm ấm của Đôn Hồ sẽ tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay với nhạc phẩm Bản Luân Vũ cuối cùng trong vũ điệu Vans. I wonder should I go or should I stay? The band had only one more song to play. Then I saw you at the corner of my eyes. A little girl alone and so shy. I had the last walk with you. Two lonely people together. Should last forever. Bao ngày vui thần tiên đến cho đời mình, vui tình xanh mình mơ tình mãi không rời xa. Ngờ đâu tình phai nhạt mong trách ai bây giờ. Đành xa lìa nhau từ đây tình đến gieo buồn đau. Tình xưa nay đã xa vào mây. Nhớ mãi những phút vui khi mình có nhau. Hỡi em, ngày vui qua rồi, lòng vẫn nhớ vẫn mơ mình có nhau. It's all over now, nothing left to say, just my tears and the orchestra's playing. La 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 la
phút vui khi mình có nhau. Hỡi em, ngày vui qua rồi, lòng vẫn nhớ vẫn mơ. Thể theo lời yêu cầu của một số thính giả, Lê Cường và Nhã Ý xin gửi đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hải Âu nhạc phẩm Ước Hẹn một lần nữa sẽ được trình bày qua tiếng hát của Hạ Vi. Thưa quý vị và các bạn,
Gần đây, những nhạc phẩm nổi tiếng của Hồng Kông được chuyển dịch và trình bày bằng Việt ngữ như Tình Nhạc Phai, dịch từ nhạc phẩm Caravan of Life, Người Tình Mùa Đông, từ nhạc phẩm That Is Love, v.v. đã được thính giả khắp nơi ưa thích. Chân Dung Tình Ái là tên của nhạc phẩm Is It You, một trong những top hit của ca nhạc Hồng Kông. Hôm nay sẽ được trình bày với tiếng hát của nam ca sĩ Kenny Thái. Wonder just what went wrong. Doesn't seem like it's been too long ago. Always being secure and free, but I'm so scared of being sure in my life. Just when I think I know you just a little more, turn your head toward the door. Is it you who took away my heart? Don't leave me here just standing in the dark. Is it you stumbling around inside? Oh baby, please don't let me hurt. Hỡi em yêu ơi, sao lòng vẫn mãi đơn đau. Nay còn đau em, tình ta đã chết. Hỡi em yêu ơi, sao lòng vẫn mãi xót xa. Hãy đến với nhau để cho tình vẫn như ta ước mơ. Hãy đến với nhau cho không chờ mong.